Mẹ Thảo đã tế nhị bỏ đi từ lúc nào Để mặc hai người tâm sự Định thân mật nắm tay Thảo Làm sao mà anh bỏ em được Chỉ có điều bây giờ anh mới rõ Vì sao mà em lạnh lùng đòi xa anh Em có biết anh đau khổ đến mức nào không Thảo lòn lèn Bộ anh đau khổ Còn em thì sung sướng sao Em còn đau gấp 10 lần anh ấy chứ Cứ nghĩ tới lúc phải trả lời anh Giấu bàn tay trên ngực Là em lại buồn rùn chân tay Lo sợ đến chết ngất Định tùm tìm Thế còn bây giờ thì sao Thảo đỏ dư mặt Định tiếp Cho anh nhìn một tí nào Để anh chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em Và cả sự chiến thắng ma dữ nữa Thảo e ấp Anh nhìn đi Trước sau gì cặp vú này cũng là của anh cơ mà Nàng kéo áo ngực lên Một bộ người con gái trắng ngần no tròn Định mềm mẩn Chân đặt bàn tay lên đó mơn trớn Thảo dùng mình cảm nhận được hơi ấm của bàn tay chiều mến. Bao năm nay, cặp vú này bị ma dâm khống chế, còn bây giờ nó vĩnh viễn thuộc về định. Định hôn nhẹ lên vú Thảo, Thảo thì thầm. Anh ơi, để ngày cưới em sẽ dâng trọn vẹn cho anh, anh nhớ, em chờ đợi giây phút đó lâu lắm rồi. Định gật đầu, Thảo bẹn lẽn. Tối rồi, chúng mình ra miếu thành hoàng đi. Cả hai đi ra miếu thành hoàng, Định thấp nhang khấn. Thành Hoàng ơi, chúng tôi muốn gặp ông. Ông đã yên vị ở chỗ ngồi của mình chưa? Một tiếng cười sang sảng. Cậu định, cảm ơn cậu, tôi đã ngồi lại vị trí của mình rồi. Mà dữ đã bị tiêu diệt, nhưng cậu và cô Thảo vẫn phải cẩn thận đấy. Thảo run run. Thưa Hoàng Thành, tại sao vậy ạ? À? Mà dữ đã bị tiêu diệt rồi kia mà. Thành Hoàng chậm rãi. Giữa cô và hắn có một mối thù sâu nặng Hắn là hồn ma Hắn sẽ cố thoát khỏi vòng tam giới Để thành quỷ dữ Nhưng chuyện ấy còn năm chục năm sau Bây giờ cô cậu cứ lo hưởng hạnh phúc đi Định thở phào Cảm ơn Thành Hoàng đã cho tôi biết điều đó Ngài cũng phải cẩn thận Vì một lần mất chỗ là một bài học đấy Thành Hoàng gật gù Cậu nói chí phải Tôi làm Thành Hoàng cả trăm năm nay Người đâu chỉ phút sơ sẩy xảy, xảy ra bao nhiêu chuyện Cô cậu đã giúp tôi đó Cô cậu nên cưới nhau gấp đi Năm nay rất hợp với hai người đấy Thảo sung sướng Vâng Chúng tôi sẽ làm theo ý ngài Anh định ơi Ta về thôi Tuần sau Hai người cưới nhau Đêm tần hồn Định thỏa sức ngắm thân hình của Thảo Chẳng tấm tắc Em quả là đẹp như một tiên nữ Thế mà bắt anh chờ đợi bao năm Thảo sung sướng nào em đâu muốn vậy Anh yêu Trước anh em vẫn ai náy Bùi ngùi Em có tội với anh quá Thảo quỳ xuống trước mặt định Định đỡ Thảo dậy nồng nàn Kìa em Đừng làm vậy Chúng mình là vợ chồng mà Được bên em là hạnh phúc lắm rồi Thảo ứa lệ Anh định Anh tốt quá Em yêu anh Định ôm Thảo vào lòng Vút ve chiều mến Và khi giao hợp với Thảo Bất ngờ Thảo riêng gì đau đớn Định ngừng lại hỏi Sao vậy em? Em mệt à? Thảo nhìn xuống giường Định cũng nhìn theo Những giọt máu hồng thấm đẫm Định dừng sốt Sao lại thế này nhỉ? Thảo ơi, em vẫn còn trinh ngư Ôi, anh hạnh phúc quá Thảo sung sướng Thế ra em vẫn còn nguyên vẹn Để dâng hiến cho anh Em thật không hiểu ra sao cả Còn mà dự đó định cười anh hiểu rồi thì ra đó chỉ là ảo giác thôi em ạ à. mà dự đó chữa hại được em hồn ma chỉ ám ảnh em thôi thảo tần ngần vậy ư anh thế còn vết bàn tay thì sao nhỉ sao nó xuất hiện rồi biến mất định ôm vợ nồng ấm em đừng băn khoăn nữa em vẫn là con gái trinh tiết đã giải tỏa tất cả rồi chứ thảo dưng dưng nhưng thành hoàng nói mà giữ sẽ hóa quỷ làm hại chúng ta định cười những năm chục năm sau kia mà đêm nay tân hôn em đừng lo nghĩ nhiều quá thảo hôn chồng e ấp vâng bây giờ em là của anh rồi anh hãy yêu em đi cả hai quấn lấy nhau như rắn quấn mồi vậy đêm đó họ thực sự hạnh phúc nhưng có một chuyện kỳ bí mà họ phải âm thầm chịu đựng đó là lần đầu tiên thảo đẻ nàng đẻ ra bàn tay năm ngón hết như bàn tay trên ngực nàng thảo đau đớn anh ơi lẽ nào chúng mình lại đẻ ra quái thai hả anh định thận thờ còn mà giữ vẫn chưa buông thai chúng ta bây giờ phải đem đốt cái bàn tay đó đi định nói xong làm ngay mà giữ hứt từ trong bàn tay quằn quại rồi biến mất định không dám kể cho vợ năm sau họ lên chùa già lam sư cụ thích giác nguyên nhìn định và thảo vui vẻ Ma khí trong các con đã hết rồi Ta chúc mừng các con Ta cho các con lá bùa này Nó sẽ giữ hạnh phúc cho các con Cả hai cảm ơn Vui mừng Năm sau Thảo lại có bầu Lần này để ra đứa con gái Thảo thở phào nhẹ nhõm Anh ơi Thế là em đã hoàn thành tâm nguyện rồi Lúc có bầu con em lo quá Định gật gù Anh cũng vậy Nhưng anh muốn nhà ta có cả chục đứa con kia, một đứa ít quá. Thảo nhìn chồng e ấp, anh tham thế, mà anh muốn thì em phải chiều thôi. cả hai ngập tràn niềm vui, ngắm con không chán. từ đó họ không gặp chuyện gì quái dị nữa. Thảo chịu khó làm từ thiện, hay lên chùa tạo phúc để đức lại cho con cháu. vì nàng biết nàng mang nghiệp chướng kiếp trước quá nặng. thời gian qua biết bao nhiêu chuyện đau khổ đã xảy ra. Dù bây giờ đã bình ổn, nhiều khi nàng ngồi đăm chiêu, từ lự, đôi mắt dõi về cõi mơ hồ xa xăm. Định hiểu tâm trạng của vợ, chẳng hy vọng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Rồi một đêm, Thảo mộng thấy Thành Hoàng hiện ra, Thành Hoàng bảo Cô Thảo, người chồng kiếp trước của cô kiện cô dưới âm phủ đó, cô chuẩn bị hầu kiện đi. Tôi mang ơn vợ chồng cô, nên báo cho cô biết không biết là tai họa sắp đến, nàng nằm liệm đi. Phút chốc, có người đến đưa nàng xuống Diêm cung. Diêm Vương hỏi: "Lệ Thảo, chồng cũ của ngươi kiện ngươi về tội sát phu, ngươi phải trình bày cho rõ." Lệ Thảo không nhớ kiếp trước, chỉ kể lại kiếp này. Diêm Vương phán: "Vì ngươi đã phục thiện, sám hối, ta tha cho ngươi, liệu về tiếp tục làm điều thiện." Và quay sang chồng cũ Lệ Thảo quát: ngươi ngoại tình, bị vợ giết, thế cũng đáng, lại còn dám làm ma giữ chuất phế thành hoàng, đầy đọa lệ thảo, tội của ngươi phải đầy xuống chín tầng địa ngục. Nói rồi, sai quỷ đấu châu đưa ma giữ đi. Lệ Thảo sực tỉnh, từ đó Lệ Thảo ăn chay và bà sống đến 80 mới mất. Xin chào các khán thính giả của Góc Audio Mời các bạn đón nghe câu chuyện pho tượng đá trên cát trắng Qua giọng đọc của anh Tú Lần đầu đến mũi tàu khiến tôi rất thích thú Bãi biển mũi tàu trải dài Cát trắng phao phao Biển xanh ngắt Mùa này vắng khách vì đã hết mùa du lịch Tôi ngồi ngắm biển bồi hồi sóng vỗ rồn rập Hàng phi lao reo hát Rồi tôi lang thang đi dọc bờ biển và lên đồi cao ở đó tôi nhìn thấy một ngôi mộ cổ làm bằng đá ong. Trên mộ có một pho tượng đá, tạc hình đức con nít đang ngồi. Tôi xoa đầu đứa bé lầm bẩm Lạ nhỉ, sao trên ngôi mộ cổ lại có hình đứa bé đang ngồi? Nó có liên hệ gì với người dưới mộ? Nhìn nó tội nghiệp quá, hình như đang chờ ai? Hay dưới mộ là mẹ nó? Tôi đứng thử một lúc, rồi quay đi. Chiều đó tôi lại ra biển, buổi chiều êm dịu, hoàng hôn như chiếc áo màu tím choàng lên mặt biển cả một vùng tím biếc đêm xuống rất nhanh cuối cùng chỉ còn ánh sáng mờ ánh sáng của cát trắng bất chợt tôi thấy đứa bé chạy tung tăng trên cát hai thạch dược cao như vẫy vẫy tôi bước lại đứa bé ôm um chầm lấy tôi tôi ngạc nhiên kìa cháu là con nhà ai mới có non một tuổi mà đã ra biển rồi cháu không sợ gióng gió à đứa bé lanh lảnh cháu chẳng sợ gì cả ạ cháu quen rồi biển đẹp quá chú nhỉ tôi cười cháu còn bé mà đã biết yêu biển rồi kể ra cũng gan dạ thật thế chiều nào cháu cũng ra biển à đứa bé rộn ràng ngày nào cháu cũng chơi với biển hết dù cháu không phải là dân miền biển tôi hỏi thế nhà cháu ở đâu mẹ cháu đâu rồi đứa bé buồn buồn mẹ cháu bỏ đi mất rồi cháu không biết đi đâu nữa còn nhà cháu chú biết rồi còn gì Tôi sừng sốt Chú đâu có gặp cháu lần nào Sao lại biết nhà cháu Cháu dẫn chú về nhà cháu đi Đứa bé gật đầu nắm tay tôi Dẫn đi Phút chốc đến một ngôi nhà nhỏ Dưới một ngọn đồi Bên trong có người đàn ông đang nằm ngủ Đứa bé nói Ông chủ cháu đây Cháu phải canh giữ cho ông ấy ngủ Khi ông ấy ngủ cháu mới ra biển chơi Tôi bùi ngùi Cháu còn nhỏ như vậy Mà đã phải đi ở rồi ư tội nghiệp cháu quá, hay cháu về ở với chú đi. đứa bé lắc đầu, không được đâu chú ơi, ông chủ trách phạt cháu liền đấy, cháu hầu hạ ông ấy quen rồi, công việc cũng nhàn nhã thôi. tôi hỏi, thế mẹ cháu bán cháu cho ông chủ à, rồi bà ấy bỏ đi ư? đứa bé tần ngần, không phải đâu, mẹ cháu chỉ vô tình thôi, mẹ cháu tội nghiệp lắm, mẹ cháu đã hóa điên vì xa cháu. tôi nghi hoặc cháu nói vậy là sao chú không hiểu thế mẹ cháu bây giờ ở đâu đứa bé đáp dạ cháu vẫn thấy mẹ cháu đi tìm cháu đó ở vùng biển này ai cũng biết mẹ cháu và cháu hết chú gặp họ là biết ngay à tôi xoa đầu đứa bé được rồi chú sẽ tìm mẹ cho cháu rồi chuộc cháu về bây giờ chú về nhé trời khuya rồi đứa bé gật đầu ngày mai chú đi đến xoa đầu cháu nhé mà chú Coi chừng gặp mẹ cháu đấy Tôi không hiểu đứa bé nói năng ra sao Lúc thì nhớ mẹ Mẹ nó nhớ nó Mẹ nó ở xa bây giờ thì đang tìm nó Nhưng có lẽ tại nó nhỏ quá Nên chỉ nhớ không rõ Nói năng huyên thuyên Tôi bước dọc biển trắng Chợt ngay tiếng khóc của người đàn bà Tiếng khóc nức nở Con ơi Con ở đâu Mẹ nhớ con lắm Hãy tha thứ một bóng trắng rũ rượi bước đi loạng choạng chị đi tìm con à nó là đứa bé trai phải không người đàn bà lập bập ông thấy nó à nó ở đâu ông chỉ giúp tôi với tôi chỉ về hướng ngọn đồi đó ở đó nó đang đợi chị mà sao chị lại bỏ nó bơ vơ vậy người đàn bà thổn thức tôi đâu có bỏ nó đâu tại nó bỏ tôi mà đi đấy chứ tội nghiệp con tôi Tôi thắc mắc Sao lại thế nhỉ Con chị bảo chị bỏ nó Còn chị lại bảo chị đi tìm nó Chị không bỏ nó Thế là làm sao Người đàn bà đấm ngực thùng thụp Rồi rũ rượi bỏ đi Phút chốc biến mất về phía ngọn đồi đầy cát trắng Tôi lầm bầm Người đàn bà tìm con trong bóng đêm Có lẽ bà ta bị điên rồi Nhìn sợ quá Mà cũng tội nghiệp Sao hai mẹ con ở gần nhau như vậy Mà tìm hoài không ra nhỉ Ngày mai ta sẽ giúp họ Tôi bước về khách sạn Người ướt đẫm xương Tôi vào phòng ngủ Mà chìm trong giấc mơ Tôi nghe tiếng người mẹ văng vẳng Con ơi Mẹ đây này Con ở đâu Tiếng đứa bé nghẹn ngào Mẹ ơi Con đây này Con đang tìm mẹ Phút chốc Trước mặt tôi hiện ra hình ảnh hai mẹ con ôm chầm lấy nhau Người mẹ còn trẻ rất đẹp gái Dường như là một mệnh phụ gương mặt sáng người Đôi mắt long lanh Còn đứa bé y như thiên thần Người mẹ hôn con rối rít Con ơi Mẹ tìm con mãi Thế con đi đâu lâu quá vậy Đứa bé đáp Con ở đây đợi mẹ Chứ có đi đâu đâu Hai mẹ con sôi nổi trò chuyện Tôi mở tròn mắt Thì ra là một giấc mơ Tôi thử người Ta bị ám ảnh vì hai mẹ con lúc đêm ta phải tìm gặp họ để họ gặp nhau mà biết đâu họ đã gặp nhau rồi ta đã nhớ hình như ta đã gặp đứa bé ở đâu ở đâu nhỉ tôi ngẫm nghĩ mãi không ra rồi tặc lưới tại sao ta cứ bận tâm mãi về chuyện đó nhỉ ta chỉ ở đây vài ngày du lịch thôi mà nhưng hình ảnh đứa bé khiến tôi mùi lòng nó cứ ám ảnh tôi mãi tự nhiên thấy tội nghiệp nó vô cùng hôm sau tôi ra quán cà phê ở ngoài khách sạn sát với bờ biển bà chủ quán hỏi đêm qua thì chú lang thang ở ngoài biển vắng chú thấy biển đêm ở đây có đẹp không tôi gật gù đẹp lắm nhưng buồn và chị ngạc nhiên vì tôi lang thang trong đêm biển phải không bà chủ quán cười, <cười> dĩ nhiên rồi vì ít có ai dạo biển ban đêm lắm nhất là khi ban ngày đã ngắm biển không chán mắt anh uống cà phê đen hay đá Tôi kêu ly cà phê đá Rồi chầm ngâm Bà chủ này Đêm qua tôi gặp một đứa bé Cỡ chừng một tuổi Cứ bám giết lấy tôi Mà không biết mẹ nó ở đâu cả Bà chủ quán sừng sốt Có chuyện đó thật à Làm gì có chuyện ấy Phải chăng là ảo giác của anh mà thôi Tôi chậm rãi Tôi trò chuyện cùng đứa bé cả tiếng đồng hồ Nó còn dẫn tôi về nhà nó Tôi gặp ông chủ nó đang ngủ Nó nói nó làm công cho ông chủ và nó mới có một tuổi Tội nghiệp nó quá Bà chủ tròn mắt Thế anh có thấy đứa bé ở trên ngôi mộ cổ kia không Hay là hôm qua Anh đã gặp nó Tôi ngỡ người Hèn chi Thằng bé đó nói tôi đã gặp nó Nhìn nó rất quen Này chị nhắc tôi mới nhớ Thế tại sao đứa bé lại ở đó nhỉ Nó nói nó đi tìm mẹ Và tôi cũng đã gặp mẹ nó Đi tìm con Bà chủ quán kinh khiếp Lẽ nào anh lại gặp ma biển rồi Hai mẹ con đó là hồn ma biển đó Tôi giật nảy mình trố mắt Chị nói cái gì cơ Ma biển à Tôi thấy đứa bé nó bình thường kia mà Tôi còn xoa đầu nó Nói với nó tối nay sẽ kiếm mẹ cho nó Sao lại là ma được Bà chủ quán chép miệng Anh mới đến Chứ biết chuyện hai mẹ con đứa bé đó Đúng không Nó ly kỳ, đau đớn lắm Tôi cập dập chưa chị kể cho tôi nghe đi bà chủ quán chậm rãi cách đây năm chục năm có một chuyến xe ô tô đến đây hồi đó vùng này còn heo hút lắm chưa có xây nhà cửa như bây giờ bất ngờ xe bị nổ lốp mà giữa vùng rừng biển này đều có tìm ra chỗ sửa xe thế là mọi người phải ngủ đêm ở đây anh ấy cũng đều đói cả vì mệt trên xe có một thiếu phụ bế đứa con trai một tuổi Bà ấy bế con đi dạo một vòng quanh biển Sau đó bà đặt con lên ngôi mộ cổ Đi tiểu Lúc quay lại bế con Thì đứa bé đã chết tự khi nào Người nó dính chặt vào đá ong Không cách gì rút ra được Thư phụ kêu ẩm lên nước nở Trời ơi Con tôi bị dính chặt vào đá Nó chết rồi Mọi người trên xe chạy lại Họ cố gắng rằng đứa bé ra Nhưng vô ích Một người đàn ông nói Đứa bé đã bị người trong mộ bắt mất rồi nó mới dính chặt như vậy vào đá. Thiếu phụ quỳ khóc thảm thiết. Ai cũng bùi ngùi, họ ăn ủi chị ta, rồi bàn tán xôn xao. Lạ thật, làm sao mà đứa bé lại dính vào đá được nhỉ? Tôi chưa gặp cảnh này bao giờ. Người khác nói, có lẽ đứa bé chết vì xương lạnh quá, và mẹ nó vì vô tình nên đặt đứa bé lên mộ đá, nên đã hút chặt không cách gì rút ra được. Người đàn ông trầm ngâm, tôi nghĩ là người trong mộ là một hồn ma ông ta cần người nói chuyện cho đỡ cô đơn khi đứa bé ngồi lên đó cũng là lúc ông ta hiện hồn ra người đàn bà chép miệng làm gì có chuyện ma quỷ ông chỉ đoán mò mà thôi người thú phụ thẫn thờ gào khóc đống ngực thùm thụp con ơi <laughs> mẹ giết con rồi mẹ làm sao mà ăn nói với cha con đây ai cũng xót xa bất ngờ người đàn bà lao đầu ra biển không ai ngăn cản kịp trời thì tối mò đến sáng mọi người thấy rõ hình ảnh của đứa bé bị dính chặt vào đá còn xác người mẹ trôi giạt ở cuối hàng phi lao kia mọi người trên xe đào huyệt cho người đàn bà xấu xấu ở đó vì người mẹ và đứa bé đều không để lại tên tuổi nên không ai biết đâu mà tìm báo cho gia đình họ như vậy đã bốn chục năm trôi qua rồi đấy những người ra biển họ rất sợ đi đêm vì gặp hồn ma hai mẹ con lang thang trong đêm. Họ gọi hai mẹ con hồn ma đó là ma biển. Bà chủ quán kể xong mặt còn thẫn thờ. Tôi ngậm ngùi. Hèn chi mà đứa bé cứ kể chuyện nọ, sọ chuyện kia. Buổi sáng tôi có xoa đồ nó và thắc mắc vì sao đứa bé lại ngồi trên ngôi mộ này. Thế có bao giờ mẹ con gặp nhau không chị? Bà chủ quán lắc đầu. Chắc là không đâu. Vì mẹ con họ luôn đi tìm nhau Tiếng gào khóc ban đêm nghe rợn gáy lắm. Tôi ở đây tôi nghe hết. Tôi hỏi, Thế không ai thắp nhang cho mẹ con họ à? Bà chủ quan nói, Có, nhưng thỉnh thoảng thôi. Ai ở đây chẳng nghe câu chuyện về mẹ con họ. Hồn ma lang thang trên biển, Tội nghiệp lắm. Tôi uống xong đi cà phê, Thẫn thờ bước đi. Rồi chân tôi lại đến ngôi mộ cổ, Trên có bức tượng đứa bé. Tôi xoa đầu nó, xót xa. Chú bé, Chú đã hiểu chuyện của cháu với mẹ cháu Cháu có muốn chú tìm mẹ cho cháu không Tiếng nói mơ hồ Có chú ạ Chú dẫn cháu đi nghe Cháu nhớ mẹ cháu lắm Tôi dùng mình Tôi đến ngôi mộ người mẹ Ở cách xa đó chừng 500 mét Còn mọc xanh um Sở dĩ tôi nhận ra ngôi mộ Là vì có nhiều tàn nhang ở đó Tôi đốt nhang cho người mẹ lầm bầm Chị ơi Tôi hiểu nỗi lòng của chị Đêm nay tôi sẽ dẫn con của chị cho chị gặp mặt Rồi quay về khách sạn Tối đó tôi lại ra bờ biển Đứa bé từ đâu tung tăng chạy lại Ông chầm lấy tôi thủ thỉ Chú ơi Mẹ của con đâu Tôi dắt tay nó đến chỗ mộ mẹ nó Nó như đứa trẻ bình thường Không có gì là ma quái cả Cùng lúc đó Tiếng bà mẹ khóc than rền rĩ Người đàn bà xuất hiện nức nở Con tôi đâu con ơi, mau đến với mẹ nào Tôi xúc động Chị ơi, con của chị đây này Chị mau đến với nó Thiếu phụ cập dập Đâu, con tôi đâu Mau trả con cho tôi Đứa bé ôm chầm lấy mẹ Nó tiêu tít Con ở đây mẹ ơi Mẹ đi đâu mà con tìm mãi Thiếu phụ nghẹn ngào Con trai của mẹ Mẹ tìm con đã mấy chục năm nay gặp lại con mẹ mừng quá Mẹ yêu con lắm Nhìn cảnh hai mẹ con sum họp Tôi rơi lệ Thiếu phụ quay sang tôi xúc động Cảm ơn ông đã giúp đỡ mẹ con tôi Ông đã làm ơn thì làm cho chót Tôi gật đầu Chị còn muốn gì nữa Chị cứ nói tôi sẽ cố gắng Thiếu phụ nghẹn ngào Nhờ ông về thôn Lan Sa Nhắn với chồng tôi là ông Vương Vũ Vũ Đến đón tôi và con về Tôi đồng ý. Và câu chuyện kết thúc rất kỳ lạ. Ông Vũ đã tìm được vợ và con sau năm chục năm thất lạc. Ông bảo tôi. Thật không thể ngờ được. Sau cái đêm định mệnh, tôi đã mất liên hệ với mẹ con nó. Ngờ đâu vợ tôi lại nằm ở đây. Còn tôi cũng vậy. Tôi tò mò. Thế mấy chục năm qua, ông không tìm cô ấy à? Ông Vũ nói. Có chứ. Nhưng bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm. Cô ấy chỉ báo mộng là đã chết có vậy thôi cảm ơn ông nhiều lắm tôi khiêm tốn có gì đâu ông nghe câu chuyện hồn ma trên bãi biển mà tôi không hiểu sao lại có kết cục như vậy điều kỳ lạ nữa sau khi ông vũ đưa xác vợ về hòn đá trên ngôi mộ cổ cũng biến mất từ đó không ai còn gặp hai mẹ con trên bãi biển nữa